Khoảng 19 giờ ngày 4 tháng 6 xảy ra vụ tai nạn giao thông tại km 1507 500 trên quốc lộ 14 đoạn qua khối phố 7 thị trấn Đắc Tô, huyện Đắc Tô. Thông tin ban đầu, tài xế Tô Văn Hùng, sinh năm 1996, trú tại xã Cẩm Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, cùng phụ xe Hoàng Văn Mạnh, điều khiển xe ô tô tải mang biển kiểm soát 99H02179 di chuyển theo hướng từ Ngọc Hồi đi Đắc Tô, khi đến km 1507 507 500, phương tiện mất lái nên lao xuống cầu tại khối phố 7 thị trấn Đắc Tô, sau đó lật ngang. Vụ việc khiến xe ô tô tải và một phần hộ lan bị hư hỏng, gây ách tắc giao thông. Rất may, vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. Nhận được thông tin vụ việc, lực lượng chức năng huyện Đắc Tô triển khai công tác cứu hộ phân luồng điều tiết giao thông. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.